Rồi, các anh chị đang phương tiện mình bắt đầu ha. Anh chị nghe không? Dạ nghe thầy ơi. Rồi, tại vì cái nhà sát bên hôm nay người ta sửa gì cho nên hơi ồn một xíu thôi. Các anh chị chịu khó xíu. Rồi thì cái phần lý thuyết thì tôi đã giới thiệu các anh chị xong hết rồi. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu các anh chị cái phần thực hành. Thì hôm trước thì tôi mới vừa giới thiệu cho các anh chị cái nội dung về testing, kiểm thử phần mềm á. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu luôn cho các anh chị cái nội dung thực hành liên quan tới cái kiểm thử. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu các anh chị về cái nội dung về coding convention và cái unit testing. Để các anh chị biết là để kiểm thử phần mềm thì mình có rất là nhiều cái mức độ kiểm thử. Chẳng hạn mình có cái kiểm thử mà ở cái mức độ mà nó chi tiết nhất, nó sớm nhất á, đó là cái unit testing, đó là chúng ta kiểm thử mức đơn vị. Thì một cái đơn vị chương trình thì nó có thể là một hàm, một lớp, một đối tượng nào đó, thì chúng ta kiểm thử từng cái đơn vị một. Đây là cái mức kiểm thử mà mình thực hiện sớm nhất, đó là mỗi khi mà một cái điều gì developer người ta phát triển tiết xong một cái unit thì người ta sẽ phải test cái unit đó. Rồi thì trong cái phần này mình có một số nội dung. Thứ nhất là cái coding convention, một số cái quy tắc cộng với code. Rồi thì trong cái phần mà liên quan cái coding convention á, thì sẽ giới thiệu các chị hai cái công cụ. Cái công cụ thứ nhất á, là chúng ta sử dụng cái check style để mình kiểm tra cái quy tắc cái code, cần mình biết đúng những cái quy tắc hay không. Thì các anh chị biết là khi mà chúng ta lập trình á, thì chúng ta bắt buộc phải tuân theo các cái cú pháp của cái ngôn ngữ lập trình. Ví dụ mình khai báo biến làm sao, khai báo hàm, khai báo lớp thì nó làm sao. Đấy thì đó là những cái cú pháp bắt buộc mình phải tuân theo. Rồi các anh chị viết một cái câu lệnh điều kiện if else hoặc là rẽ nhánh nữa, mình cái cú pháp thì nó làm sao. Thì đó là những cái quy tắc bắt buộc mà chúng ta phải tuân theo. Nếu mà mình viết nó sai cú pháp thì nó sẽ không có biên dịch và nó sẽ không có thực thi được. Thì ngoài khi mà chúng ta phát triển một cái phần mềm đó, thì khi mà mình code đó, thì ngoài các cái cú pháp và cái ngôn ngữ nó quy định và bắt buộc mình phải tuân theo đó, thì chúng ta cũng còn phải tuân theo một số cái gọi là một số cái quy ước trong cái việc viết code. Tại vì các anh chị biết là một cái phần mềm thì có thể là nhiều cái người cùng cùng viết, cái team mình cùng viết. Thì nếu mà mỗi người mà viết một cách khác nhau đó, thì sau này mình ráp lại thì cái code mình nó không có đồng nhất, nên nó rất là khó bảo trì. Cho nên là thông thường khi mà chúng ta phát triển một phần mềm thì ngoài cái cú pháp của ngôn ngữ thì nó còn phải có cái quy tắc viết code. Thì những cái quy tắc viết code mình gọi là những cái coding convention, là những cái quy tắc viết code. Thì mỗi cái công ty người ta có thể là có những cái convention khác nhau. Đấy. Tuy nhiên thì mình cũng có những cái convention chung, của thường thường đó là những do một cái cộng đồng hoặc là do một cái công ty lớn người ta quy định, rồi có thể là nó trở nên phổ biến, và những cái công ty người ta một số công ty khác đó, thì người ta sẽ dựa trên những cái convention đó. Người ta có thể customize, hoặc là người ta có thể là bỏ ra một số cái quy tắc, người ta có thể thêm vào một số quy tắc cho riêng cái tùy chúng ta. Thì đó là cái nội dung thứ nhất ha, là mình kiểm tra cái coding convention. Ở đây mình có hai công cụ là cái check style và cái PMD. Thì cái check style thì nó đơn thuần nó chỉ là kiểm tra cái coding convention thôi. Còn cái PMD thì nó sẽ phân tích cái mã nguồn mình nó sâu hơn một tí xíu, phân tích mã nguồn mình nó sâu hơn. Rồi cái nội dung thứ hai là chúng ta sẽ thực hiện cái unit testing, và chúng ta
sẽ kiểm thử tự động với cái một cái công cụ cái JUnit. Thì đó Hey. là hai cái nội dung chính, nhất là Right. cái convention và cái unit testing. Rồi đầu tiên cái coding convention là cái gì? Thì cái coding convention đó là những cái quy ước, cái code, đó là đối với cái ngôn ngữ lập trình, đối với những cái compiler đó, thì nó không bắt buộc là quy ước thôi. Nhưng mà ở đây như nãy tôi giải thích các anh chị đó, thì đối với khi mà các anh chị đi làm trong một cái công ty chúng ta phát triển phần mềm trong cái team rồi đó, thì những cái convention này nó gần như là bắt buộc đối với cái công ty đó, đối với cái team đó, đối với cái hoặc là một cái cộng đồng rồi đó. Tức là đối với cái compiler thì nó không bắt buộc, nhưng mà đối với cái khi mà các chị làm công ty chúng ta phát triển cái code chung trong một cộng đồng, thì cái coding convention cũng là cái quy tắc bắt buộc trong cái công ty đó, trong một cộng đồng đó. Thì những cái coding convention đó, thường là nó chi tiết và nó chặt chẽ hơn là cái quy định về cú pháp của cái ngôn ngữ lập trình. Ví dụ như là khi mà các anh chị học Java đi, thì cái quy ước để chúng ta đặt cái tên biến trong Java đó, thì tên biến nó phải bắt đầu cái ký tự một cái dấu gạch dưới, rồi theo sau đó bởi các cái ký tự số phải dấu gạch dưới. Đây là cái quy tắc đặt tên biến trong Java. Tuy nhiên thì trong cái quy ước Java Coding Style của Google đó, thì đây là một trong những cái đối với cái quy những cái coding convention cho Java, thì hiện tại có hai cái convention mà rất là thông dụng, đó là một là của Oracle, hai là của cái Google. Thì giống như đối với cái coding convention của Google thì nó để chúng ta đặt cái tên 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 một cái định danh đó, thì nó rất là nhiều quy tắc. Ví dụ như khi mà chúng ta đặt tên lớp này, thì nó phải được đặt theo cái upper camel case. Có nghĩa là đây là khi mà cái tên lớp mình có nhiều cái từ đó, thì cái chữ cái đầu tiên của mỗi từ phải viết khóa đó. Hoặc là cái tên phương thức, tên thuộc tính đó, thì nó phải lower camel case, tức là cái chữ cái từ đầu tiên á, thì nó phải viết thường đó. Rồi nếu mà nó có những cái trong một cái tên của định danh nó có nhiều từ á, thì những cái từ thứ hai trở đi á, thì cái chữ cái đầu tiên của mỗi từ khoa, còn cái tên lớp thì nó phải chữ cái đầu tiên của mỗi từ là khoa hết. Đấy. Thì đây là những cái quy tắc mà cái ngôn ngữ lập trình nó không có bắt buộc. Đây là những quy tắc cái ngôn ngữ của các là các anh chị là đặt cái tên biến chữ thường hết không sao, xin lỗi cái tên last đặt chữ thường hết thì nó cũng biên dịch được, chạy được. Đấy. Thì những cái coding convention ấy, thì thường thường là nó cái quy tắc nó chi tiết hơn, nó chặt chẽ hơn là cái ngôn ngữ lập trình, cái cú pháp của ngôn ngữ lập trình. Thì các anh chị biết là cái mục đích của cái việc mà người ta phải đưa ra thêm những cái coding convention bên cạnh cái cú pháp đó, là để cho chúng ta biết cái chương trình nó rõ ràng nha, nó đồng, nó thống nhất với nhau. Nên nếu mà cái code link nó được biết bởi cái team nó gồm nhiều, nhiều thành viên, đấy. Nó giúp cho cái chương trình mình nó chặt chẽ hơn đấy. Thì cái quy tắc này giúp cho mã nguồn mình nhất quán nè, khoa học là dễ đọc, dễ bảo trì hơn nha. Và cái ở đây các anh chị lưu ý như là tôi nói cái coding convention đó, là nó không bắt buộc đối với cái ngôn ngữ trình, tức là đối với các trình phòng dịch này đó, nhưng mà đối với cái công ty mà chúng ta làm việc là cái tổ chức nhóm phát triển mình đang tham gia đó, thì nó là bắt buộc. Đấy. Thì hiện tại mình có một số cái coding convention thông dụng, ngay như đối với cái Java thì hiện tại có hai cái coding convention rất là thông dụng, như là cái convention của Oracle này, và cái convention của Java này. Thì đây là những cái link để các anh chị có thể đọc về những cái coding convention. Thì những cái coding convention này thì nó có chi tiết hơn cái ngôn ngữ lập trình rất là nhiều. Thì này các anh chị tự mình tham khảo những cái tài liệu ở đây ha. Hoặc là đối với cái ngôn PHP này, đây chữ này nó sai nè, đây thiếu chữ N. Thì đối với PHP thì mình cũng có cái một số cái convention, thì đây là một trong những convention mà rất là thông dụng ha. Rồi mình có Python nè, Lang Lang, .NET và GNU Coding Standard.
Thì đây là một số cái công ty bên trong không dùng. Để tôi mở thử cho các anh chị xem một cái ví dụ. Đây là Google. Đấy, thì đây là cái coding convention của Google đó, cho cái ngôn ngữ Java đấy. Đây một số ví dụ thôi, chẳng hạn như là để ta coi cái mục lục ở trên ha. Đúng là naming quy tắc đặt tên đây. Quy tắc đặt hay như đó với cái ở trên đây là một số cái tổ men không biết sao comment style thì các anh biết trong trong cái đối với cái ngôn ngữ Java đó thì một cái block comment nó bắt đầu bằng cái dấu là sẹt ngược rồi dấu sao, kết thúc bằng cái dấu sao dấu sẹt ngược. Nhưng mà chẳng hạn như là đối với cái Google coding convention thì nó quy định nó chặt chẽ hơn đấy. Dù các anh chị thấy cái ví dụ này cái là nó phải thêm dấu sao ở trước đó, những cái line này. Thì đây là không bắt buộc, nó mình bắt đầu cái ký hiệu này đó, ký hiệu này rồi naming nó đặt tên à. Hay như là cái package mình phải đặt tên sao hoặc class thì class phải đặt theo cú pháp này upper camel case. Thì nãy tôi có giải thích cho các chị upper camel case là như nào rồi. Thì khi mà một cái tên nó có nhiều cái từ đó, đấy, thì chữ cái đầu tiên của mỗi từ cũng hoa giống như thế này nè, hoặc là cái tên của phương thức thì nó phải là lower camel case. Thì cái chữ cái đầu tiên luôn luôn viết thường tất cả những cái từ kế tiếp đó, thì cái chữ cái đầu tiên mỗi từ thì hoa đấy. Hoặc là cái tên của cái hàng số thì sao, cái hàng số thì mình viết hoa hết nha. Và nếu mà nó có nhiều từ thì để cắt giữa các cái từ đó thì mình dùng cái tập dưới như thế này đấy. Thì đó là cái ở đây có ví dụ đây examples để các chị xem một số ví dụ như đây là mình khai báo mấy cái course này, ví dụ đây là number names age chromosome, đây là tên của những cái hàng số đấy, còn đây là tên của cái biến bình thường đấy. Hoặc là các anh chị thấy tên của những cái ví dụ như mình có những cái class, cái logger là một cái class, thì các anh chị thấy là cái chữ cái đầu tiên của mỗi từ thì hoa hết. Đấy, thì đó là một số ví dụ. Đấy. Thì có rất là nhiều cái quy tắc đó chị. Các anh chị thấy hoặc là ở đây nó tới mấy chục trang cái convention của Oracle dành cho Java mấy trang đấy. Đấy, thì đó là cái only convention là gì. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một cái công cụ để chúng ta kiểm tra cái coding convention tự động, đó là cái text style. Thì cái text style là một cái công cụ mã nguồn mở dùng để kiểm tra code mà tuân theo các quy tắc coding đã được quy định sẵn hay không. Thì cái công cụ này nó thể được sử dụng thông qua một cái IDE tích hợp với một cái IDE đó. Ví dụ như hồi mình sẽ sử dụng Eclipse để mình sử dụng cái text style, hoặc là chúng ta phải thông qua một số công cụ như cái Maven hoặc Rado. Thì trong cái thực hành đó, trong cái nội dung này mình sẽ sử dụng cái text style thông qua cái Eclipse, hoặc là bên trong cái IDE là Eclipse. Thì đầu tiên mình muốn sử dụng cái text style trong cái Eclipse thì mình phải cài đặt đó. Thì cái việc cài đặt nó cũng đơn giản ha. Thì để cài đặt text style trong Eclipse thì chúng ta vào cái menu Help, thì tôi sẽ thực hiện các bạn xem. Rồi thì hiện đây mình cái đây là cái Eclipse ha. Rồi các anh chị muốn cài đặt cái text style
Thì đầu tiên mình vào cái Windows nè, xin lỗi, vào cái app nè, rồi install new software. Mình vào cái app này, rồi install new software đây. Rồi thì ở dưới tôi có một số cái hình ảnh minh họa để các anh chị nó trực quan hơn. Rồi sau đó các anh chị copy cái link này vào. Đây là cái link mà nó chứa cái, tại vì trong cái Eclipse thì cái Jetstar mình cài đặt như là một cái plugin. Thì các anh chị copy cái link này, rồi các anh chị dán vào cái chỗ là with nha. Đấy. Đấy. Thì các anh chị chờ một chút xíu thì nó sẽ hiển thị lên, có là nó sẽ tìm cái plugin Jetstar này trong cái link mà mình cung cấp đó. Đấy. Thì đây các anh chị click vào đây để mình cài đặt. Đấy, thì này chỉ là cái license thôi, mình chỉ accept cái license đó thôi. Rồi, thì anh chị thấy là rất là đơn giản. Nó đang install này. 3%, 4% mình chờ nó tí xíu. Đấy, thì đó là cái install cái textile. Rồi để cấu hình textile, cấu hình là cái gì? Thì các anh chị biết là đó với cái textile thì mặc định thì nó có sẵn hai cái convention của Google với Oracle. Thì mỗi cái convention này nè thì nó là một tập các cái quy tắc, thì mình có thể là thêm vào hoặc là bỏ bớt ra, hoặc là mình chỉnh sửa các cái quy tắc của nó đấy, mình config đó. Thì ở đây các anh chị có một lưu ý khi mình thực hành thì nếu mà mình config trong đây là một cái phần mềm nó có thể chạy độc lập được ha. Đấy, hoặc là mình thông qua những cái plugin của một số cái IDE, thì cái việc mà chúng ta còn fix trong những cái IDE thì nó cũng tùy trường hợp ha. Dù trong Eclipse thì có những cái version thì nó cho phép mình còn fix, đó là cái nào nó cũng cho phép, nhưng mà đó là trong một số cái version, có một số version đó, của các cái Eclipse đó, thì các anh chị còn fix nó được, còn số version đó thì còn fix thì nó không chạy được, nên là nó chưa có tương thích tốt nha, mình lưu ý chỗ đó. Rồi thì còn cái là chúng ta cấu hình thế nào, chúng ta có thể là bỏ ra một số cái rules, chúng ta thêm vào một số cái rules hoặc là chúng ta chỉnh sửa các cái rules có sẵn. Thì để còn thích cái Eclipse thì chúng ta vào Window Reference, References để check style nha. Đấy. Hoặc là cái hệ điều hành khác thì mình có cái đường cái thao tác và khác tí xíu nha. Thì các anh chị lưu ý ha, Window thì mình chọn đầu tiên chọn Window nè, rồi này nó install chưa xong á, thực sự nó nhỏ đó các anh chị, nhưng mà do là nó phải check cái những cái dependency lâm la cho nên là nó lâu đấy, cái textile này nó xíu à, nó lấy này. Nó khởi động lại, nó install xong nó khởi động lại cái game tiếp. Rồi thì cái cấu hình mình vào cái các chị lưu ý là Windows nó khác ha, macOS nó khác, thì các chị để nó tự động xong. Rồi thì đây là cái để mình phân tích á, thì mình vào Eclipse ở đây thì mình trong macOS á, thì tôi nhắc lại trong Windows thì chọn như thế này, rồi sau đó mình chọn cái textile đây. Đấy. Thì anh sẽ là nó có hai cái ở đây là tôi có làm sẵn ha, tôi remove. Thì đây nó có hai cái tập quy tắc, một tập của màu xanh, xanh là Oracle đó. Tại vì rồi ở đây mình có tập thứ hai là của Google. Đấy. Thì nó có sẵn hai tập này. Thì anh chị thấy trong cái mẫu cái tập này nè, thì nó có những cái rule nó có sẵn. Cái lần đầu tiên anh đi vào nó hơi lâu vậy đấy. Đấy, thì đây là những cái rule có sẵn này.
Thì ở đây cái mặc định của nó thì nó không cho mình edit ambient configuration, nó không cho mình edit. Các anh chị muốn edit thì các anh chị sẽ copy ra đây, copy. Thì đây các anh chị thấy là nó có nhiều tập quy tắc thì nó sẽ cho mình chọn default cái nào đây. À, mình muốn dùng cái nào để mình khi mình check thì mình sẽ dùng cái nào ha. Thì các anh chị có thể là muốn chẳng hạn các anh chị muốn bắt như là của Sun à, các anh chị muốn chuyển sang Oracle, các anh chị sẽ làm Google thì các anh chị xét Google đây à, thì khi mình kiểm tra thì nó lấy cái tập quy tắc này à, hoặc là đã chưa có copy cái những cái rule của Google thành cái tập này nè à, thì các anh chị có thể là còn thích annotation này. Cái module này nó sao nó bị đóng rồi. Nó không mở. Dù đây một số cái quy tắc này các anh chị có thể bỏ ra không? Hoặc là các anh chị có thể là chắc là lại à, thì hình như cái phiên bản là tôi mới cài nó bị vấn đề gì các chị ở đây là khi mà các chị mấy cái này nó cũng có thể là mình cũng có thể là tùy chỉnh được rồi. Thì đây nó bị lỗi thì đó là cái chỗ mình còn thích thôi nha, để mình có thể là bỏ một số quy tắc nào đó ra nha, hoặc là mình chỉnh sửa quy tắc nào đó. Hay như cái indentation này là cái hook vô hook ra nè, hay là giống như là đối với Sun đó thì nó yêu nó mỗi lần mình hụt vô phải là hai cái khoảng trắng, một cái những cái lệnh trong một cái khối lệnh á thì các nó hụt vô hai khoảng trắng thì mình có thể sửa quy tắc nó lại thành bốn khoảng trắng và một cái tab cái này thì nó cho phép anh chị sửa. Thì như nãy tôi nói là khi mà mình sử dụng cái check style thông qua những cái plugin của những cái IDE đó thì cái việc mà mình còn thích trong cái IDE đó trong bằng cái plugin đó thì nó có thể là một số cái trường hợp nó không có tương thích nha, thì mình còn fix trên cái giao diện của cái plugin đó thì phải là nó không có không được. Nên giống như trường hợp này ngay như những cái quy tắc này không có chỉnh sửa được đấy. Nhưng mà cái này thì nó lại cho phép này, owner này thì nó cho lại cho phép là mình như là cái kích thước của mỗi dòng là nhiêu đấy. Thì có là mỗi dòng lệnh thì nó cho phép dài tối đa là nhiêu ký tự, thì nó cho phép mình thêm xin lỗi mình bỏ những cái quy tắc này ra, nó xong check những quy tắc này. Ở trong số trường hợp thì nó còn mình có thể mở ra để mình chỉnh sửa, ở đây thì nó cho chỉnh sửa rồi. Rồi thì đó là cái phần cái chỗ để mình còn tiếp ha. Rồi bây giờ mình muốn kiểm tra sao ở đây thì tôi có những cái hình minh họa nè. Rồi thì ở đây tôi cũng có hướng dẫn là mình định nghĩa cái quy tắc kiểm tra riêng cho cái check style hay bằng cách chọn new rồi ra gì đó, nhưng mà cái này như tôi nói anh chị là tùy ha. Nếu mà mình dùng cái check style trong những cái plugin á thì nó tùy thuộc vào các plugin mà cung cấp cho mình những cái chức năng gì ha. Thì đây tôi có minh họa các anh chị xem mình thay đổi như thế nào. Đấy. Ví dụ như là Java comment thì nó có rất là nhiều cái quy tắc để mình comment đấy. Thì mình thấy là check những cái rule nào mà mình muốn nó kiểm tra ở đây ha. Mình không muốn kiểm tra thì mình bỏ ra đấy. Thấy chỉnh sửa đó. Rồi đó là cái phần công thức ha. Bây giờ mình lấy cái những quy tắc mặc định thôi ha. Thì để mình kiểm tra cái code bằng cái công cụ check style này đó thì chúng ta chỉ cần right click lên cái bộ check và chọn check style ha. Ví dụ thế này, ví dụ bây giờ tôi có một cái bộ check bộ check này thì nó chỉ có cái nào nó đơn giản xíu.
Và cái này nó có hai thông tin thôi. Thì các anh chị muốn kiểm tra cái style của một cái project nữa thì các anh chị chọn là đây nè, cài thiết lên chọn là text style và check code with text thì nó kiểm tra rồi, nhưng mà ở đây các anh chị thấy là dù như nó báo lỗi là nó có những cái nó có giống check này, nó có là khi nó kiểm tra nó bị lỗi đấy, thì làm thế nào để mình biết là cái lỗi đó là lỗi gì nha. Đấy, những cái toto như vậy là nó bị lỗi nè, thì các anh chị mở cái cửa sổ mà nó hiển thị lỗi ra, mình vô cái window ha, rồi show view, rồi mình chọn cái order, rồi mình chọn text style violation là những cái vi phạm trong cái text đây, thì nó hiển thị các anh chị thấy nhóc cái lỗi nè. Nó ngay cái lỗi thứ nhất là cái line đầu tiên nè. Đây là cái tập tin mà nó bị lỗi ha, nó nằm trong thư mục này ha, cái dòng số 1, và đây là cái message của nó, tức là nó mô tả là mình bị cái lỗi gì đấy ha. Ngay đây cái nội là mình nên tránh cái dấu sao này, tức là mình muốn import cái nào thì mình dùng cụ thể cái đó, dùng cụ thể cái class đó. Nên ở đây có mình phải báo sao mình sử dụng tất cả class đó. Đấy. Hoặc là cái đây một cái lỗi nữa là cái dòng số 3. Đây. Ở đây nó cùng một cái lỗi thôi, đó là cái gì? Làm cái parameter x should be final. Thì nó cái lỗi này nó xuất hiện 8 lần. Các tiệm đúp clip vào thì nó sẽ đây nè, hay như là cái dòng số 3 nha, thì mình coi cho cái dòng số 3 đây, không phải hình như là đây, cái tập phần khác đây, cái dòng số 3 thì cái lỗi này là gì, có là các anh chị thấy ở đây mình có hai cái parameter đây nè, AB đúng không, thì trong cái phương thức S này nè, thì cái AB mình chỉ đọc cái dữ liệu của nó thôi, mình lấy cái giá trị mình tính toán, mình không có ghép, thì nó khuyên mình là cái này mình phải thêm cái từ khóa là final vô, final là nó giống như cái hàng số mình không thay đổi được giá trị của nó đấy. Thì các anh chị thấy cái lỗi cái lỗi này nó có tất cả 8 cái chỗ nó bị cái lỗi này ha, giờ mình sửa thử hai cái đó, thì bây giờ các chị check lại, check lại thì anh chị thấy còn 6 cái ha. Vô đây nè, mình phải right click lên cái tập tin nào mình muốn kiểm tra thì các anh chị chọn text style còn 6 rồi đây cũng như đây là tập tin khác, hồi nãy mình yêu cầu check nguyên cái project anh chị ha, bây giờ nó còn tập tin này nữa. Đấy, thì cái lỗi này nó mất tiêu rồi, nó còn lỗi khác ha. Đấy. Hoặc là ở đây nó có một lỗi, nó gọi là mình có những cái magic number, tức là những con số này đâu ra, con số này đâu ra đấy. Thường thường ở đây cũng là một cái lưu ý trong lập trình, tức là mình dùng tránh dùng những con số này gọi là magic, nó không biết là con số nó ý nghĩa là cái gì. Thì thường thường là mình phải khai báo hàng số, mình phải khai báo mấy thằng này là hàng số đấy. Rồi mình sử dụng, tại vì hàng số để làm gì thì nó có ý nghĩa, tên của hàng số mang ý nghĩa, thì cái đó thôi các chị, đó là cái content, xong thì các chị đã tự đọc thêm mình. Ở đây chủ yếu tôi giới thiệu các chị công cụ hay để mình kiểm tra lỗi thôi, còn những cái convention như là tôi nói các chị là cái basic number thì các chị tự tìm hiểu thôi, tại vì cái nguyên tắc có thì nó rất là nhiều nên. Đấy. Thì các mình thấy cái công cụ này thì nó cũng rất là dễ sử dụng, rất là dễ sử dụng đấy, đó là cái công cụ thứ nhất. Thì cái cách để mình mở cái cửa sổ để mình xem kết quả là như là tôi làm thì tôi có cái đây rồi
ở đây tôi giải thích cái lỗi như nào. Đấy, ví dụ như đây nó có những cái vi phạm này, vi phạm cái style này. Thì muốn 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 xem chi tiết vi phạm những cái violation đó, thì mình double click vào cái violation đó. Đấy, rồi nó hiện hiển thị chi tiết ở đây. Mình muốn trở ngược ra cái màn hình đầu tiên đó, mình gắn back ở đây như nãy giờ tôi thao tác thì xem đó. Rồi thì ở đây tôi có giải thích một số cái vi phạm trong cái ví dụ, thì nào các chị có thể làm một cái ví dụ rất là đơn giản như thế này để mình test thử. Thì ở đây tôi có giải thích những cái vi phạm trong cái ví dụ phía trên ha, hay như là nó nói là mình đây nè, it has impact implementation level x nha. X là một cái gì đó, tức là nó có nhiều cái occurrence là cái số lần mà nó bị cái vi phạm này. Đó là cái vi phạm này nó hai cái chỗ nó bị nè, và khi mà anh chị double click vào đây á, thì nó hiển thị chi tiết ở đây ra, hay như là cái lỗi cái chỗ thứ nhất mà nó vi phạm là cái line 6 trong Kotlin Hello World trên Java, cái vi phạm occurrence thứ hai là cái dòng thứ tư nè trong cái Kotlin này. Đấy, thì chẳng hạn như này nó báo cái vi phạm là gì, là cái canh lệ đó. Ở đây chẳng hạn như là tôi khi mà tôi viết cái code này đó, là ở đây tôi dùng cái phương pháp thực dụng tạo thuật dùng cái tab, nhưng mà trong cái Google Style đó, đó là hiện tại đang trong cái ví dụ này mình sử dụng cái Google Style này, thì mỗi cái indentation nó phải là hai cái khoảng trắng, phải thuật vô hai khoảng trắng, trong khi là trong chương trình mà dùng cái dấu tab. Đấy, thì các anh chị thấy là trong cái cú pháp của Google lập trình đó, thì nó không quy định này, mình không quy định thuật vô thuật ra. Đấy, nhưng mà thường thường những cái coding convention thì nó quy định rất là chi tiết, rất là nghiêm ngặt, cho nên là mỗi khi mà cái mức indentation đó, thì nó thuộc vô hai khoảng trắng ở đây nè, các chị không được nhấn tab nên mà mình phải thuộc vô hai khoảng trắng đây, đúng hai khoảng trắng, hoặc là cái những cái lệnh bên trong cái khối lệnh này nè thì cũng phải thuộc vô hai khoảng trắng. Thì đó là theo cái quy định của cái Google Style. Đấy, hoặc là ở đây nó có một cái lỗi nữa là gì, là mixing là Java doc comment, đó là theo cái quy định của Google. Thì khi mà các anh chị viết một cái anh chị tạo một cái class, hoặc là khi mà các anh chị tạo một cái phương thức, thì mình phải có cái comment cho cái class hoặc là cho cái phương thức. Và cái comment cho class thì cái quy định nó khác, cái comment cho phương thức thì cái quy định nó cũng khác, thì mình phải đọc cái convention của nó để mình biết. Thì cái mục đích của nó cũng cái convention là gì, để giúp cái code của mình nó khoa học hơn ha, nó rõ ràng ha, nó thống nhất với nhau. Đấy, ví dụ như đây là với mỗi cái class thì mình phải có cái comment, comment nó đúng cái định dạng như thế này. Thì các anh chị thấy là cái block comment đó, của Java thì nó bắt đầu cái dấu sẹt và dấu sao thôi, nhưng mà theo cái quy định của Google thì cái comment nó gọi cái Java doc comment cho cái class thì nó phải là hai dấu sao, hai dấu sao. Hoặc là trong cái comment này, thứ nhất là nó phải có cái mô tả cho cái class đó, nha. Rồi nó phải có cái tác giả, nha. Thì cái tác giả nó để mình chỉ định ở đây là cái tên tác giả viết cho cái class này đó, thì mình bắt đầu dấu A cộng nè, rồi tên tác giả nè, xin lỗi cái từ khóa, cái keyword là tác giả nè, rồi đây là tên của tác giả, nha. Đây, và nó phải cách nhau một cái khoảng cách như này, quy định rất là chặt chẽ. Đấy, thì ngay như bây giờ mình sửa lại, mình thêm cái comment cho cái class là mình thêm cái comment cho cái phương thức, cái hành main nè, rồi ha, rồi mình thuộc vô nè. Ở đây các anh chị thấy tôi thuộc vô bằng hai cái khoảng cách lại nè. Đấy, thì các anh chị kiểm tra lại thì nó sẽ tránh được, nó sẽ tránh những cái lỗi này. Thì ở đây mình có thể đọc thêm một số cái tài liệu liên quan tới check style, chẳng như mình tùy biến các cái rule nha. Ở đây thì người ta sẽ hướng dẫn mình tùy biến các cái rule như thế nào, của trong cái stack check style như thế nào. Hoặc là mình sử dụng check style để mình tùy biến các cái rule trong Eclipse như thế nào nha. Thì đây như tôi nói với anh chị thì nó cũng còn tùy thuộc vào cái version của plugin đó. Tại vì có một số version thì nó không có tương thích hoàn toàn với cái plugin check style trong trong Eclipse, thì có thể là cái một số chức năng thì nó hoạt động không có ổn định. Thì để cho anh chị sử dụng mà nó có
nó không có hoạt động, thì các anh chị biết lý do tại sao. Một cái công cụ nữa đó là cái công cụ phân tích mã nguồn. Thì cái này thì nó không chỉ là kiểm tra cái style mà nó còn phân tích cái mã nguồn ha, để nó có thể là tìm được một số cái lỗi thường gặp, nó có thể là dẫn đến cái lỗi đó, như là mình khai báo các biến mình không sử dụng nè, hoặc là mình tạo các đối tượng không cần thiết ha. Hoặc là cái cash block, có là cái xử lý ngoại lệ đó, mình biết cash mà mình lười mình không biết cái mã cho nó. Đấy, thì nó sẽ phân tích cái mã nguồn để nó tìm, có là cái PMD này đó, thì các anh chị thấy là nó sẽ phân tích sâu hơn, nó sẽ phân tích sâu hơn. Rồi, thì để chúng ta sử dụng cái PMD á, thì cái PMD này có hai cái giao diện mình sử dụng. Một là mình sử dụng cái giao diện dòng lệnh, nó là một cái công cụ nó chạy độc lập, nó không có, mình không cần phải sử dụng kèm trong cái IDE, đó là mình sử dụng nó như một cái công cụ độc lập, thì mình gõ lệnh mình thực thi nó tự động lệnh. Một cái cách sử dụng thứ hai đó là cũng giống như check style, là mình sử dụng nó như là một plugin trong cái IDE đó. Thì trong cái phần này thì tôi có hướng dẫn cả hai cách. Một là mình cài đặt nó, mình sử dụng như là từ một cái công cụ dòng lệnh. Hai là cái Eclipse, nhưng mà để demo thì tôi chỉ demo cái Eclipse cho nó dễ, các chị có chỉ định chỉ cần chọn một trong hai cách thôi được nha. Hoặc là các chị muốn tìm hiểu thì mình cứ làm cái cách luôn. Thì để cài đặt cái PMD á, thì nó yêu cầu là mình có cái GDK 1.7 lên hoặc Java 8 trở lên. Đây. Rồi khi mà chúng ta download về, nó sẽ có một cái tập tin nhắn, thì mình chỉ cần giải nén thôi, mình không có cần phải, nó không có cái install lên nha. Thì các anh chị chỉ giải nén ra thì nó sẽ có một thư mục bao gồm những cái tập tin như thế này, nó bao gồm những tập tin như thế này. Đây. Rồi để thực thi cái PMD từ dòng lệnh đó, thì chắc cái này các anh chị tự xem ha, để các anh chị làm ha. Tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp trên cái Eclipse. Ở đây tôi có hướng dẫn là mình chạy từ Windows, mình chạy cái lệnh như thế nào ha. Rồi Linux mình chạy cái lệnh như thế nào. Ở đây là các anh chị thấy là cái Linux và nó dành cho cái Linux macOS nữa, thì mình sẽ thực thi tập tin này. Còn đối với cái Windows mình sẽ thực thi tập tin này là cái pmd.bat. Thì cái cú pháp là pmd nè, rồi trừ d nè, rồi cái thư mục mà là trước cái support của mình nè, rồi sau đó trừ r và cái rule, cái đường dẫn cái rule. Đó là ở đây mình có thể là chỉ định là mình check theo cái rule nào. À, trong cái macOS cũng vậy, nhưng mà ở đây mình thực thi tập tin khác. Nó có RAM, nó sát rồi PMD ha, rồi phía sau này gặp như trong trên Windows đó là cái này mình chạy là PMD.bat, cái này RAM, nó sát rồi PMD. Thì muốn kiểm tra một cái rule nào đó thì chúng ta sử dụng cái chúng ta chỉ định cái đường dẫn của cái rule ha. Thì cái đường dẫn cái rule đó thì nó cú pháp thế này là category chấm rồi sẽ Java sẽ có style rồi cái tên của cái rule. Thì ví dụ để kiểm tra là mỗi cái lớp nó có cái hàm ít nhất là hàm xây dựng chưa, thì mình sẽ sử dụng cái rule là at least one constructor. Thì cái đường dẫn tới cái rule này như thế này là category rồi sẽ Java rồi sẽ có style chấm XML rồi sẽ rồi tên của cái rule. Thì làm thế nào để mình biết cái rule này, thì phía dưới tôi có hướng dẫn các anh chị, có cung cấp cho các anh chị một cái link để đó là chính chính là cái document của cái thằng PMD nè, nên để các anh chị có thể tham khảo những cái rule rồi cái mô tả cái rule là cái gì. Thì ví dụ như bây giờ mình có một cái class student, trong đây mình có hai cái thuộc tính ID name, rồi mình có hai cái phương thức, một cái hàm display nè, một cái phương thức display và một cái hàm main. Đây. Để kiểm tra cái style thì mình dùng cái lệnh nè, ví dụ như là ở đây tôi thực thi trên cái macOS nè,
thì là cái run chấm abstract rồi pmd rồi trừ d rồi dấu chấm. Chấm ở đây có nghĩa gì là cái thuộc hiện hành, tức là cái project tôi là tôi đang ở trong thuộc hiện hành thì tôi là dấu chấm thôi. Còn hay như các anh chị muốn kiểm tra cái một cái project ở một thư mục nào đó thì các anh chị thay thế cái này thành cái đường dẫn tới cái thư mục đó thôi. Đấy. Rồi ở đây là trừ r rồi tới cái rule rule ở đây tôi muốn kiểm tra là tôi muốn kiểm tra cái rule là at least one constructor, tức là cái lớp nó có ít nhất một hàm xây dựng chưa. Đấy. Thì sau khi mà mình gõ cái lệnh này ra đó thì nó sẽ thực thi và nó kiểm tra ha, và đây nó hiển thị cái kết quả phía dưới nè. Ở đây mình đang thực thi trong cái dòng lệnh các anh chị, mình không có dùng cái Eclipse thì nó hiển thị ở đây là nó bị cái mình bị vi phạm, tức là trong cái tập tin là student.java thì nó bị vi phạm, cái bị vi phạm đó là cái lớp student này mình chưa có cái hàm xây dựng nha, chưa có hàm xây dựng. Rồi bây giờ những anh chị muốn sửa đó thì chúng ta thêm hàm xây dựng vào, đây là hàm xây dựng này cho cái lớp student này, thì các anh chị kiểm tra lại thì nó sẽ không có cái thông báo lỗi nữa. Thì đây đây là cái đường dẫn cái các cái rule, nó mô tả các rule, để tôi mở cho xem. Đây. Thì các anh chị thấy là đối với cái PMD này thì nó hỗ trợ rất là nhiều cái ngôn ngữ. Thì đây là cái ngôn ngữ của đây là cái những cái rule, những quy tắc trong Java này. Nó hỗ trợ nhiều cái rule khác, chẳng hạn như JavaScript này. Nó hỗ trợ nhiều cái ngôn lập trình khác nhau đấy, chứ không phải là chỉ cái Java không. Kotlin, JavaScript, HTML này đấy. Rồi bây giờ cái JavaScript thì chẳng hạn là có cái hàm là at least one constructor này. Rồi mình tìm cái nó xem. Có style sao? At least one constructor, các anh thấy không? Đây nè. Mình click vào đây thì nó sẽ mô tả là cái quy tắc này nó bắt buộc là gì, là mỗi cái non-static class á, thì nó phải có at least one constructor. Đây đây là cái quy tắc, cái mô tả cho cái rule này. Đấy. Tức là khi mà mình viết cái class mà không phải là cái static class á, thì bắt buộc nó phải có cái constructor, phải có hàm xây dựng. Đấy. Và đây là cái cách để mình customize cái rule này. Nghe có là nó có một cái tập tin, nó có một cái tập tin config. Thì mình muốn là customize cái rule này thì mình sẽ vô cái vị trí này trong cái phần này trong cái file config này để mình customize nó. Nhưng mà để customize đó, thì các anh chị phải đọc thêm cái tài liệu là cái cú pháp để mình mô tả một cái rule như thế nào thì mình mới customize được. Đấy. Rồi, một cái cách sử dụng cái PMD thứ hai đó là mình sử dụng cái PMD plugin trong cái Eclipse. Thì để cài đặt cái PMD plugin trong Eclipse á, thì mình cũng dùng cái chức năng install new software như hồi nãy. Mình có hai cách, một là chúng ta dùng cái install new software như hồi nãy, mình copy cái đường cái URL này vào ha. Thì các anh chị cũng mở cái một install new software, các anh chị dán cái đường dẫn vô ha, rồi các anh chị click vào đây, rồi các anh chị chỉ cần chọn là finish thì nó sẽ install vào ha. Cái cách thứ hai là mình có thể dùng cái Eclipse Marketplace nha. Thì các anh chị mở cái Eclipse Marketplace ra như đây thì cách nào cũng được ha. Cái tiêu khác đây đây nè, Eclipse Marketplace nha. Rồi mình gọi cái tên của cái công cụ này vào. Đây. Thì các chị có con PMD. Đây. Tìm cái PMD này ha. Rồi xong rồi đây.
Đây, thấy các anh chị trường install đó. Ở đây nó có nhiều cái plugin cho cái công cụ này, các anh chị có là ở đây mình có một cái công cụ mà từ dòng lệnh đó, rồi người ta viết nhiều cái plugin đó, thì các anh chị sử dụng cái nào cũng được. Rồi cái thao tác cũng như nãy. Rồi sau khi mình cài xong á thì mình muốn phân tích cái mã nguồn á, thì mình sẽ right click lên cái tập tin mà mình cần phân tích cái mã nguồn nè, rồi sau đó mình chọn cái PMD rồi check có, thì đấy là các chị chọn cái clip cái đồng đại tôi sẽ nhận. Thì đây là kết quả ha, hay sau khi các chị right click lên, các chị chọn là cái PMD rồi cái check code ấy, thì nó sẽ thị cái đây đây là có vi phạm violation. Rồi ví dụ bây giờ tôi mở tập tin mà tôi cần check ha, như là form later trong Java này đi, thì right click lên rồi tôi chọn này nó ra PMD thôi, để tôi kiểm xem tiêu cái PMD. Đây rồi kiểm tra sao mình có PMD là không có. Vậy coi chừng cái plugin nó bị mình lên install này á, để tôi install lại thằng kia đây, em tìm đi nha.
Rồi, nên remove đó, để tôi cài lại. Rồi mình cho cái Eclipse Marketplace này để mình lại lại. Rồi thì các anh chị thấy đây thì cái plugin là nó bị lỗi, cho nên khi các anh chị cài, các anh chị cài cái plugin mà mới mới được cài ha, thì nó cũng tùy cái version của cái thằng Eclipse các chị. Đây. Đây thì mình chọn PMT nè, rồi chọn check code này. Các anh chị để ý là nó đang review code này tại PMT này. Thì cái công cụ này nó kiểm tra sâu hơn là cái textile. Textile thì chủ yếu là nó kiểm tra cái style thôi. Này là kiểm tra cái code luôn. Đây là những cái lỗi nè. À. Ví dụ cái lỗi thứ nhất là gì? Useless parentheses là cái này không cần thiết. À. Đây. Đây là những cái lỗi nó không cần thiết. Ở đây hai hai chỗ thôi. Chỗ dòng số 4, chỗ dòng số 8 đấy, nó chỉ rất là rõ các chị nha. Rồi short variable tên biến ngắn quá. Tên biến ngắn quá nhìn, nhiều khi ta nhìn vô biến ta không biết cái biến ý nghĩa là cái gì. Thì đây có bốn cái short variable này. Đây là đây nè. Đây nè. Thì anh chị có thể đặt lại cái tên nó khác. Rồi comment require đó là cái class mình không chưa có comment class rồi cái chưa có comment cho hai cái phương thức này đấy. À, ví dụ như bây giờ thì tôi khai báo thêm một cái biến int biến tạm rồi đây nè, thì nó báo thêm cái lỗi unused local variable là cái biến mà mình khai báo mình không có sử dụng. Còn cái text sau thì nó không có kiểm tra mấy cái này.
và nó cũng không có kiểm tra mấy cái lỗi như là mấy cái lỗi này, nó chỉ kiểm tra cái style thôi, đó là những cái lỗi về comment này, nó kiểm tra đấy, nhưng mà đối với cái TMD nó không có, nó kỹ hơn, nó kỹ hơn. Đây này, nó có cái cửa sổ dưới đây. Nó có ba cái lỗi. Ở đây thì nó chi tiết hơn. Cái lỗi short variable ba cái và bốn cái. Ở đây thì anh hiển thị click lên đây, anh hiển thị phía trên. Đó. Anh view thì có một cái thôi. Thì đó là cái công cụ PMD ha. Thì anh chị thấy nó cũng dễ sử dụng, rất là dễ sử dụng. Thì đây tôi có hướng dẫn, tôi có giải thích một số cái lỗi cho các chị này. Thì đó là cái phần đầu tiên, đó là kiểm tra cái style. Thì chắc bây giờ mình các anh chị thử, các anh chị làm thử nha, các anh chị thử sử dụng các công cụ này. Thì để thực hành á, thì đầu tiên các anh chị phải cài cái clip vô. Thì hình như là các anh chị học lập trình đúng đối tượng là mình đã sử dụng cái clip rồi đúng không? Đấy, thì nếu mà các anh chị mà cái máy tính mình chưa có thì các anh chị cài cho thử ha. Eclipse thì các anh chị có thể Google rất là dễ, này là một cái IDE rất thông dụng. Thì các anh chị cài cái Eclipse vô ha, rồi sau đó các anh chị thử làm một số cái ví dụ như tôi đây nè, để mình kiểm tra cái style nè, rồi mình phân tích cái code trên TMD ha. Thì nếu mà có trục trặc gì thì các anh chị sẽ biết để tôi hướng dẫn được chưa. Rồi các anh chị làm xong cái phần 1 này nè, thì tôi sẽ hướng dẫn tiếp cho các anh chị cái phần 2. Thì mình làm này nhanh quá thôi, các anh chị làm nhanh quá chắc các anh chị làm khoảng để coi 30 phút nữa ha, cái phần này các anh chị làm khoảng 30 phút thôi, rồi tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cái nội dung chính thứ hai, cũng là một cái nội dung rất là quan trọng, đó là cái unit testing này. Cái này thì nó rất là dễ, cái này thì mình chỉ sử dụng cái công cụ mình thực thi rồi mình xem nó bị lỗi gì thôi, còn cái unit testing thì nó khó tí xíu, là mình kiểm thử tự động. Thì các anh chị làm tới khoảng 8 giờ 15 ha, bây giờ 8 giờ 45 các anh chị làm nửa tiếng. Thì các anh chị cứ làm rồi có cái vấn đề gì đó thì hồi tôi sẽ các anh chị cho tôi biết, tôi sẽ hướng dẫn cho. Chị ha, các anh chị cài cái clip vào này, rồi các anh chị đọc sơ qua lại, rồi các anh chị làm mấy cái ví dụ, chủ yếu là mình biết sử dụng công cụ thôi ha. Rồi 8 giờ 15 mình tiếp tục, tôi sẽ hướng dẫn cái nội dung thứ hai. Thì trước khi tôi hướng dẫn nội dung thứ hai thì nếu các anh chị có cái trục trặc gì trong quá trình mình thực hành đó, thì tôi sẽ giải thích cho các anh chị, tôi sẽ hướng dẫn. Chưa có nộp bài gì đâu ha, các anh chị làm cái quý làm mấy cái ví dụ trước thôi, nên bài cái bài tập phía sau mình sẽ có bài tập, thì các anh chị sẽ làm nộp sau, các anh chị không có nộp liền. Ở đây là các anh chị làm để mình coi cái trục trặc gì hay không ha, để mình nắm cái lý thuyết trước ha, rồi cái bài tập thì rồi các anh chị sẽ làm và nộp cái bài tập sau, rồi tôi hướng dẫn các anh chị bài tập.
Alo, các anh chị làm tới đâu các anh chị? Các anh chị đọc trong cái các anh chị vào các anh chị vô chỗ đọc vô cái chỗ mà download Eclipse rồi các anh chị đọc giùm ha, tại tôi cũng không đâu có nhớ hết được. Ngay như là cái 10 tháng 13 thì cái phiên bản nào thì các anh chị đọc đọc trong cái chỗ ấy. Nếu mà chưa được mình download cái bản khác chừng. Cái phiên bản tôi đang sử dụng phiên bản này nè thì tôi đang chạy 10 15 cũng chạy được. Cái clip mà marketplace các anh chị chọn cái chỗ này nè, đừng có chọn cái đầu tiên thì các anh chị thử thôi ha. Thì như tôi nói các anh chị nó cũng tùy cái phiên bản Eclipse nữa, nhưng mà ở đây mình sẽ có hai cái phiên bản, hai cái plugin. Một cái là cái biểu tượng cái màu tím tím cái xanh xanh đó, thì các anh chị chọn em được chọn kia giống như nãy tôi làm đó. Tại vì trước đây tôi sử dụng cái phiên bản anh chị chọn này. Thì đây anh chị thấy có hai cái nè, có hai 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 cái plugin. Thì hồi nãy tôi chọn cái đầu tiên nó không chạy được, tôi chọn cái sau. Trước đây thì tôi sử dụng cái nhưng mà có thể là do cái phiên bản GDK, phiên bản Eclipse nữa. Thì các anh chị chọn thử một cái plugin, nếu mà các anh chị thấy không được mình uninstall nó, mình install cái khác thôi. Anh chị thấy hai cái hiện tại tôi đang xài cái phiên bản phía dưới, cái phiên bản phía trên trước đây tôi có xài rồi, cũng xài được nhưng mà hiện tại trên cái Eclipse của tôi thì nó lại không 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 sử dụng được. Thì anh chị cứ thử thôi. Rồi thôi, để tôi giới thiệu tiếp cho các anh chị cái nội dung còn lại đi, rồi mình sẽ làm tiếp ha. Thì nó có cái chữ install đó anh chị tìm xong thì nó có cái một cái chữ install phía dưới, nên để tôi mở lại cho anh chị xem. Nè anh chị thấy chữ install không? Rồi thôi mình tiếp đi ha. Rồi cái có nội dung thứ hai thì tôi sẽ giới thiệu các anh chị cái unit testing, đó là kiểm kiểm thử đơn vị tự động với cái share unit ha. Rồi đầu tiên cái train unit là cái gì ha, thì các anh chị đọc đây, nó là cái công cụ để mình kiểm thử tự động thôi. Rồi thì nó là một cái framework khoảng một mở miễn phí đó ha, thì cái này các anh chị tự đọc thêm cái chỗ này thôi. Rồi ở đây nó có một số cái khái niệm các anh chị cần phải phải nắm ha, để mình phải viết cái test case. Cái khái niệm thứ nhất cái test case là gì, đây là một trường hợp kiểm thử, đó là khi mà chúng ta viết một cái unit đó, thì ở đây các anh chị phải hiểu nó đơn giản một cái phương thức này. Thì giả sử bây giờ các anh chị viết một cái phương thức để mình giải cái phương trình bậc hai này, thì mình phải kiểm thử nhiều cái trường hợp, dù là cái trường hợp thứ nhất là mình nhập ABC để delta nó nhỏ không để nó vô, cái trường hợp thứ hai cái trường nhập
ABC sao cho delta bằng không thì nó có điểm kép nữa. Rồi anh chị gặp ABC sao để cho nó delta lớn hơn không thì nó có hai điểm. Thì nó phải có tối thiểu ba test như vậy. Anh chị mỗi test như vậy được gọi là cái test case của trường hợp kiểm thử. Rồi cái setup và cái hàm được thực hiện trước khi nó chạy các test case, đó là đầu tiên mình để test một cái phương thức nữa, mình phải chạy nhiều test case, và để thực thi các test case đó thì mình phải setup cái môi trường để mình thực hiện đó. Thì mình có một hàm gọi là hàm setup để mình, đây là một cái hàm nó sẽ được gọi trước khi nó thực hiện các cái test case. Rồi cái teardown và cái hàm được thực hiện xong chạy xong nó gồm với setup. Cái setup này là nó thực hiện trước để mình setup môi trường, còn này để mình dọn dẹp dẹp tài nguyên nếu cần ha, thì chứ còn không, mình không cần phải setup thì thôi, nên mình không cần phải dọn dẹp thôi. Rồi có một cái thuật ngữ là asset dùng để kiểm tra tính năng. Nhưng mình thực thi xong thì mình kiểm tra rồi trường hợp đó là cái nó phải hiển thị là nghiệm S1 là như S2 là nhiêu hàng. Thế thì mình dùng cái asset này để mình kiểm tra là cái đầu ra của cái test case á nó có giống như là cái kết quả mình mong đợi không. Rồi mock thì đó là cái đối tượng ảo mình dùng để mô phỏng các thực chất thực tiên đối tượng thực tiên bên trong cái khối mã lệnh mà đang vận hành để ta kiểm tra các hoạt động bên trong đó. Đấy. Rồi cái test suite là một tập các test case. Thì một cái test suite nó có chứa nhiều test case trong đó, hoặc là có thể chứa nhiều test suite giống một cái khúc cây. Thì ở đây chủ yếu mình sẽ sử dụng hai cái khái niệm cơ bản, đó là cái test case và cái asset. Còn những còn lại thì các anh chị đọc thêm thôi. Rồi ở đây mình sẽ thực hiện cái kiểm thử tự động bằng cái công cụ train unit trong Eclipse. Thì để minh họa cho cái việc mà kiểm thử tự động bằng cái train unit thì ở đây mình sẽ viết một cái class để tôi tạo một project trước nha. Đầu tiên là chúng ta tạo một cái project mới đi. Rồi hay như là demo train unit. Rồi. Ta sẽ nói mình tạo cái project thôi, một cái Java project nha. Rồi mình đặt cái tên demo train unit ha. Rồi đây là cái nơi lưu lưu cái project mình. Ở đây các anh chị chọn default location là finish. Rồi một cái project trống nè. Đó là mấy cái trước nè. Rồi thì ở đây mình có một project trống chưa có gì trong đó. Để sẽ tôi tạo một cái class để tôi giống tôi tạo một cái đồ code thôi, hay là form simulator. Một cái class nó chứa những cái hàm để cộng trừ nhân chia ha. Đấy. Mình tạo một cái class với hai phương thức cơ bản là f device, f là để tính tổng, device là nó phép chia hai số nguyên. Rồi thì logic để nhận vào hai số n1 hàng này. Rồi return về n1 cộng n2 ha. Rồi một cái hàm mà bot click in. Ở đây thì các chị lưu ý mình biết cái hàm tính chia cái số nguyên ha. Còn chị muốn siêu thực cũng được, không không quan trọng lắm. Nói chung mình biết hai cái hàm để mình test hai cái hàm này có nó chạy đúng hay không ha. Rồi. Chia thì nó cũng nhận vào hai cái đó số. N1 N2 và nó return về N1 chia N2. Rồi bây giờ mình test nha. Hoặc là các anh chị có cái ở đây là mình có nhiều cách mình viết ha. Ở đây tôi viết nó là public static cũng được, static để tôi làm nó bị thật như vậy đi, đây các anh chị làm lại cho nó giống ha. Cái đó static static hay không cũng được. Rồi bây giờ mình có hai cái mình viết một cái class hai phương thức, bây giờ mình sẽ viết một cái log để nó kiểm thử tự động hai cái này. Đây. Rồi thì để tạo một cái log kiểm thử để tạo những cái test case thì đầu tiên là các chị tạo một cái log test cho nó. Trong cái log test thì nó sẽ chứa nhiều cái test case. Mình có rất là nhiều cái cách để mình tạo một cái log test. Cách dễ nhất là gì? Ngay bây giờ các anh chị muốn test các cái hàm trong cái log này đi, thì trong cái tài liệu tôi hướng dẫn nhiều cái cách, nhưng mà ở đây tôi hướng dẫn cái cách mà đơn giản nhất để các anh chị phải làm dễ nhất, đó là chúng ta right click lên, ta chọn new rồi unit test case, cho unit test case ra. Rồi
Rồi thì nó sẽ thứ nhất anh lưu ý là thứ nhất là đây là cái class mà nó sẽ viết cái test cho cái class này. Mình right click lên cái này thì tự động nó điền chỗ này. Và cái class mà để nó chứa các test case á thì nó tự động là nó lấy tên class mà mình test á, nó cộng thêm cái test phía sau. Nên đây là một cái quy ước, cái chúng đặt tên thì đặt đó. Nhưng mà cái quy ước thường thường là gì? Chúng ta phải đặt test cái test phía trước hoặc test phía sau rồi. Ở đây là trong công cụ này nó tự động nó thi mặc nhiên là phía sau. Rồi để cho nó đừng có rối thì các anh chị bỏ hết mấy cái check ở đây, đừng có check cái nào hết trơn đây. Rồi finish, và ở đây các anh chị chọn cái JUnit 4 này, nó có ba cái version, hiện tại nó hỗ trợ ba version 3, 4 và cái này 5. Thì cái thằng 5 thì nếu mà các anh chị không có test cái ngoại lệ thì nào cũng vậy thôi, nhưng mà test cái ngoại lệ thì thằng 4 nó phát nó dễ hơn đây. Thì các anh chị chọn JUnit 4 nha, tại vì cái cú pháp mà để mình kiểm tra cái ngoại lệ thì nó khác nhau với 4 năm. Còn trong tài liệu thì tôi sử dụng cái JUnit 4 cho nên các chị chọn 4 ha, để mình có thể làm các cái ví dụ cho nó dễ. Rồi thì nó sẽ hỏi mình là mình có ép cái JUnit 4 vào cái project của mình không ha. Thì đây nó tự động nó thêm cho mình đó, nó chỉ hỏi mình muốn thêm thì tự động thêm, thì mình chỉ cần ok thôi. Rồi thì đây các chị thấy nó thêm JUnit 4 vào đây nè, và nó thêm một cái class là Configurator Test ha. Thì những cái test case á, một cái test case là một cái hàm trong đây, một cái phương thức trong đây, và chúng ta thêm cái này nó gọi là cái annotation, giống như là một cái ghi chú á. Thì cái nào mà cái phương thức nào mà nó có cái annotation là test phía trước thì nó sẽ hiểu đó là một cái test case. Thì nó tạo sẵn một một cái test case rỗng này, mình xóa. Bây giờ mình đặt lại tên cho cái test case này, như bây giờ mình muốn là viết cái test case thứ nhất là mình test cái hàm s, có mình đang muốn test cái thằng này, đang muốn test này, thì trong cái này nó có hai cái hàm. Cái bây giờ cái test cái thứ nhất là mình muốn add, mình muốn test cái hàm này, mình add một với hai đi ha, là test add một hai này. Thì ở đây cái tên các anh chị đặt tùy ý, nhưng mà ở đây mình nên đặt như thế nào để mang ý nghĩa đấy. Thì bây giờ mình muốn test nó như thế nào mình viết ở đây thôi. Ví dụ như là các chị muốn test cái hàm add thì đây là một cái trường hợp mình add một một cái hai nè đấy, thì mình gọi tới cái hàm này thôi. Ở đây là một cái hàm static thì mình gọi trực tiếp từ cái tên lớp này ha, là cái configurator chấm add đúng không, rồi mình điền vô là một hai một hai. Bây giờ thì mình lấy cái kết quả ra, ngay như là mình in kết quả thực tế, có cái hàm này nó trả về cái kết quả thực tế là nhiều. Được chưa? Rồi bây giờ mình muốn kiểm tra là, tại vì các anh chị cái cấu trúc của cái test case thì các anh chị biết rồi, lý thuyết rồi ha. Ở đây tôi không có nói là lý thuyết, thì bây giờ mình phải so sánh là cái kết quả thực tế, cái kết quả mình mong, cái kết quả mong đợi là nhiêu. Thì khi mà mình add một hai thì mình mong đợi là nhiêu anh chị ha. Thì in kết quả mong đợi bằng năm đúng không, ơ xin bằng ba, một hai ba. Rồi bây giờ các anh chị muốn test, muốn kiểm tra hai cái này bằng nhau hay không á, thì mình dùng cái hàm asset đây nè, mình dùng cái asset. Asset thì nó có nhiều nhiều cái hàm asset trong đó, ở đây tôi có giới thiệu đây. Cái hàm asset để mình kiểm tra cái này. Cái tài liệu này mất tiêu cái chỗ asset đó. Tôi nhớ là có cái chỗ đấy tôi à, trong cái tôi giới thiệu trong lý thuyết rồi cho nên để, tức là mình có mấy cái hàm asset đó. Các anh chị xem trong cái slide lý thuyết nha, thì cái phần hai của cái testing á, thì đây mình muốn kiểm tra là cái kết quả thực tế kết quả mong đợi không ha, thì mình asset equal, có mình muốn hai hai thằng, mình muốn kiểm tra hai thằng đó bằng nhau hay không, là mình accept equal equal rồi. Rồi thì đây là cái kết quả mong đợi, rồi là cái kết quả thực tế, các mình muốn nó bằng nhau, mình muốn kiểm tra nó bằng nhau. Đây hình như là tự nó import tự động, import sai nó phải import của thằng bố này.
kết quả thực tế chữ T. Đấy. Rồi. Thì đây là mình có một cái test case này. Cái test case này nó sẽ kiểm tra cái hàm test. Rồi bây giờ mình muốn chạy thử thì các anh chị right click lên run as rồi cái JUnit test. Thì nó báo là nó thực thi một cái test nè và thành công, không có cái nào thất bại. Nó ở đây các anh chị lưu ý là có error là gì, là mình viết cái test nó sai, còn failure là mình viết cái test nó đúng nhưng mà cái kết quả test nó không thành công. Không thành công, các anh chị lưu ý sự khác nhau này này ha. Cái error là sao, là cái lỗi của cái test case, mình viết test case nó chưa có đúng, còn cái failure đó là những cái test case mà nó chạy mà nó không có đúng. Nên là cái test case mình viết đúng đấy, nhưng mà do là cái hàm mình kiểm tra này mình viết là sai, thành ra nó fail, có là hai cái này nó không bằng nhau. Thôi bây giờ tôi cố tình tôi sửa cho nó sai xem, như bây giờ hai dự cộng tôi viết lộn một chữ nó viết lộn một chữ, thì lúc này các anh là mình đưa s1 cộng 2 thì nó mình expect, mình mong đợi ra là 3 nhưng mà nó lại ra là trừ 1 đúng không? Bây giờ tôi chạy lại thử. Thì cái điểm theo value 1 à. Và đây nó thông báo là gì, mình expect là 3 nhưng mà nó ra lại ra trừ 1. Đây là nó hiển thị cái nguyên nhân này. Và các anh chị thấy ở đây cái dấu x nó fail đúng không? Cái thị là run 1 cho 1, tức là nó thực thi được 1 trên 1 cái test case trong cái class test này, hiện tại nó có 1 cái test case thôi. Bây giờ nó chạy được một cái trên một cái và không có cái nào bị lỗi hết, nhưng mà lại không thành công là một cái không thành công. Đây. Là bây giờ tôi viết cái test thứ ba, thứ hai. Thì các chị muốn muốn viết một test case thì bắt đầu một cái test case là một cái phương thức là bắt đầu cái annotation là test nè, rồi public, rồi void, nên hoặc là bây giờ tôi test s không với không. Rồi thì đây tôi viết ngắn gọn lại, mà hồi nãy tôi viết nó hơi dài tí xíu để cho các chị hình dung nó dễ hơn, là tôi viết ngắn lại tí xíu và tôi accept luôn. Chấm equal. Rồi cái kết quả mong đợi á, là không cộng với không, tôi mong đợi là không đúng không, và tôi gọi cái hàm con calculator chấm s không cộng equal này tôi chọn sai. Thì thay vì mình gọi xong mình lưu lại cái kết quả xong mình khai báo một cái kết quả mong đợi, mình accept hai cái này bằng nhau, thì tôi gọi cái asset equal luôn, tôi mong đợi là không nè, và đây tôi thực thi hàm s để không không. Ở đây nó sẽ báo là gì, là nó thực hiện hai cái test case, một cái bị fail. Thì các anh chị thấy ở đây nè, cái này thành công là cái s không không không, tại vì mình viết lộn dấu trừ nhưng mà không trừ không nhập không đúng không, thì cái test case này vẫn đúng. Đấy. Nhưng mà nó có cái test case nó bị sai, là cái test case là F12 bị sai nãy mình biết rồi. Đấy. Thì để kiểm tra lại tại sao mà không không được mà 1 2 sai, thì mình sửa lại đây, mình chạy lại. Đấy thì nó không có value mình, nó chạy hai thành công hết, hai cái này đều thành công hết, value là không. Thật là các anh chị muốn test cái thằng kia cũng vậy thôi, thì cũng tương tự, thì các anh chị cứ thêm những cái test case này, mỗi cái này là một, mình gọi là test case này. Là bây giờ tôi muốn test một void test divide, mình chia là 4 chia cho 2 đi. Thì cũng tương tự as mình chia 4 cho 2 thì mình expect là gì? Expect là ra 2 nè. Rồi mình gọi cái hàm s đó, tức là hàm divide con calculator chấm divide 4 chia 2. Ok. Thì nó ra 3 nè, 3 trên 3 là tổng cộng có 3 cái test case, nó chạy hết 3 test case mà không có cái nào failure hết. Đây. Rồi thì đó là
Ở đây các anh chị lưu ý là trong ví dụ này thì tôi có một cái trường hợp gọi là bị một exception, tức là khi nếu mà n bằng cái số mà số chia đó là bằng không á, thì mình sẽ thua một exception. Thì đây là mình thua một cái illegal exception, cái này thua cái exception thì tùy mình hết, nhưng mà nhân đang trong ví dụ này thì thua một cái illegal out exception, tức là mình đưa cái cấu số vào nó không hợp lệ, cái thông báo tương ứng ở đây. Thì ở đây trong cái chỗ này nè, đây là cái cách để mình kiểm tra, là mình kiểm tra một cái phương thức nó có ngoại lệ hay không. Bằng cách nào là đây nè, ví dụ đây mình chia một cho không, thì mình expect là gì, expect là nó trả về một illegal argument exception. Thì đó là cái cách để mình kiểm tra cái exception. Và như tôi nói với anh chị là cái cú pháp để kiểm tra cái exception đó, thì nó có sự khác nhau giữa cái JUnit 4 và 5. Đây là cái cú pháp của JUnit 4 nha. Nếu mà các anh chị chọn JUnit 5 nó sẽ báo lỗi, nó không có đúng cú pháp. Đấy, cho nên các anh chị phải lưu ý về cái cú pháp ha. Đây và cái version của JUnit. Thì thôi để tôi thử luôn cho các anh chị cái trường hợp cái exception ha. Để các anh chị hình dung cho nó dễ. Bây giờ mình sửa lại cái hàm device, tại vì các chị nếu mà mình không có truy thân cái exception thì nó sẽ ra như thế nào. Dù đây tôi thêm một cái hàm test ở đây ha, một cái test case đây. Và bây giờ tôi chia là 4 cho không này, thì 4 chia cho không thì đâu có được đó chị, thì các chị sẽ xem nó chạy nó ra cái gì. À, nó ra cái ngoại lệ, có cái test case nó bị lỗi, các anh thấy không, bị lỗi rồi cái test case, bản thân test case nó bị sai. Thì lúc này mình phải sửa cái test case lại. Đấy. Thì cái lỗi nó là cái gì, nó có ghi đây nè, là chia cho không. Đấy, tại vì ở đây mình gọi cái hàm device mà mình đưa cái giá trị n bằng không nó bị lỗi, cho nên khi mình viết cái hàm này đó thì mình phải kiểm tra hạn như là if n2 bằng không này, thì mình không có chia nha. Mình không chia, mình sẽ return, mình thu nhé, mình thu nêu một cái illegal 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 a đây illegal argument exception. Rồi một cái thông báo tương ứng thôi, ví dụ như là by by your go and trong cái rồi đây. Là khi mà nó chia cho không thì nó thấy ngoại lệ, nó không có return kết quả. Đấy. Rồi bây giờ mình muốn là khi mà mình chia cho không nè thì nó sinh ra một cái ngoại lệ đó, thì ở đây mình cái cú pháp để mình kiểm tra ngoại lệ là gì, là mình expect, thì mình expect trên đây nè nha. Expect expected bằng illegal đang mà xem xong trong class. Thì mình ở đây mình không cần phải accept cho cái chị, tiền nó đâu có ra đâu, mình chỉ gọi tới cái hàm device thôi. Đấy, mình không có cần, tại vì mình expect rồi, mình expect cái này nè, cho nên ở đây mình không có accept equal để mình expect là thằng này với này bằng nhau, đúng không? Thì cái thằng này mình expect là gì, illegal set cho nó thấy trong cái ngoại lệ. Đấy, thì nó thực thi cả 4 và 4 thành công đó. Tức là lúc này cái thằng này nó sẽ thấy ở ngoại lệ, nó thấy đúng là nó thấy ở ngoại lệ. Còn hay đây mình biết lộn đấy, mình biết lộn, nếu mà nó chia cho một, án này chia cho không thì nó thấy ngoại lệ divide by zero đúng không, mình thấy ra một, thì lúc này các chị mình expect đây mình 4 chia không, mình expect cái này thì các chị xem kết quả sao. Đây.
thì lúc này nó bị sai. Sai tại sao các chị? Tại lúc này cái configurator này nè, mình gọi divide by 0104 không á, thì nó lại thu một cái exception ở đây. Xin lỗi, nó bây giờ n2 n1 với n2 thì nó configurator đây mình không accept, dù mình accept thì nó ra đúng. Đó là ở đây nó không trả được cái Julio out exception đây. Rồi thì đó là cái cơ bản để mình sử dụng cái JUnit ha. Còn một số cái nội dung khác như là mình đọc thêm như là before before each after all nữa, như là cái phần mà setup này, là coi cái phần này các chị đọc thêm ha. Thì mình chủ yếu đây mình sử dụng cái JUnit ở mức độ cơ bản thôi. Thì mấy cái hàm này để mình khởi tạo này. Nên mình khởi tạo và mình dọn dẹp như nãy cái đó, cái setup với teardown thì để mình dẹp. Rồi đây mình có một số bài tập. Thì bài tập thứ nhất là mình tự động kiểm thử tự động với cái JUnit. Đấy. Thì đầu tiên anh chị tạo một lớp mymax như thế này, nó có một cái hàm là nhanh. Cái hàm nhanh này nếu mà cái x này mà lớn hơn 999 thì nó sẽ sinh ra một cái ngoại lệ, đó là cái hàm này mình chỉ cho phép là cái toán hạng đầu tiên ấy, thì nó phải nhỏ hơn ngàn. Nếu mà lớn hơn ngàn mà nông tính mình thấy ngoài lại này. À, xin lỗi cái chị lộn rồi. À cái này là tôi cố tình tôi viết sai refund xg, tại vì multiply là nhân thì nó phải là cái dấu nhân, nhưng mà đây tôi cố tình tôi viết sai nha. Rồi sau đó mình mới test xem mình muốn là test là 1.000 nhân cho năm thì mình expect là nó xảy ra nó thu ra ngoài lệ này. Rồi cái test thứ hai đó là mình multiply 10 nhân 5 mình expect là 50. Đấy. Thì khi mà các anh chị thực thi cái test, hai cái test này thì cái này nó thành công rồi. Còn cái này thất bại. Tại sao vậy? Tại vì mình muốn làm 10 nhân 5 và mình expect là ra 50, nhưng mà do cái hàm mình viết sai là mình lấy là 10 chia 5 ra 2. Đấy, nó không ra 50. Đúng không? Nó ra 2, ở đây mình expect 50. Đấy, thì các anh chị thực thi thì mình biết số test case thành công thất bại, chắc chắn là nó thực thi hai test case, một cái thành công hai thất bại rồi. Rồi sau đó chúng ta sửa lỗi để ta sửa code để sửa lỗi, thì nó sai chỗ này là các anh chị sửa chỗ này lại thôi nha. Rồi sau đó các anh chị thực hiện lại cái nâng cao, các anh chị bỏ qua, đó là mình sử dụng những hàm before x này để ta các anh chị bỏ qua ha. Rồi cái bài thứ hai nữa ta mà kiểm tra mã nguồn và kiểm thử log triangle, thì các anh chị tạo một log triangle với các thuộc tính là độ dài ba cạnh và một cái phương thức xây dựng một hàm isTriangle để kiểm tra là ba cái cạnh này nè nó tạo thành tam giác hay không. Thì cái hàm isTriangle này nó sẽ trả về -1 nếu như ba cái độ dài ba cạnh này không tạo thành tam giác, và đây tôi có gợi ý là ba cạnh ba cái đoạn thẳng ABC nó tạo thành tam giác nếu như A cộng B lớn hơn C và A cộng C lớn B và B cộng C lớn A. Nếu mà ba cái cạnh này nè, ba cái đoạn thẳng nó tạo thành tam giác thường thì trả về không. Nếu mà tam giác cân trả về 1, nếu tam giác đều trả về 2, nó là ba cái giá trị bằng nhau là tam giác đều trả về 2 ha. Cân nó là 2 trong 3 này nó bằng nhau. Đấy, thì các anh chị biết một hàm isTriangle nó phải trả về một trong bốn cái trị là -1 nè, 0, 1, 2. Được chưa? Rồi sau đó mình thực hiện các yêu cầu sau, tạo các test case để kiểm tra cái lớp này. Và kiểm tra cái độ bao phủ thì cái này các anh chị làm thêm thôi. Thì mình có một cái công cụ thôi, cái Excel image. Thì cái công cụ này nó sẽ kiểm tra xem là những cái test case mình viết ra đó, nó có test tất cả các trường hợp của một cái class hay không. Thì ở này trên cái lý thuyết tôi có nói phía trên, thì thôi cái này thì các anh chị làm cũng được, không làm cũng được, nếu mà các anh chị muốn tìm hiểu thêm thì các anh chị đọc cái lý thuyết phía trên để mình làm. Còn đây các anh chị viết những cái test case để kiểm tra giống như nãy tôi cũng dặn thôi. Rồi sau đó chúng ta kiểm tra cái nốt triangle với cái checkstar và cái PMD. Và chúng ta sửa lại mã nguồn để không bị các lỗi copy. Thì cái này các anh chị chỉ cần sửa một hai lỗi thôi, tại vì các anh chị biết hai thằng này á, thì cái quy tắc rất là nhiều và do đó là các anh chị chỉ cần sửa một hai cái lỗi thôi được rồi. Ví dụ như là nó báo là mình thuộc vô thuộc ra có đúng, các anh chị sửa một trong những cái lỗi về cái style của hai công cụ là được. Thì bây giờ mình sẽ làm hai bài này và các chị nộp cái kết quả của hai bài này thôi ha. Thì các anh chị có thể làm tới tuần sau đi, tôi cho các anh chị làm tới trước cái buổi học tuần sau. Nên thì các anh chị nộp tôi sẽ tạo bài tập và có cái deadline cho nó. Thì các anh chị làm nộp như thế nào? Thì các anh chị làm một cái file Word ha. Thì trong file Word đó thì các anh giờ nè, các anh chị thực thi các test case và cho biết số test case thành công thất bại.
Thì bây giờ làm thế nào để mình trình bày kết quả là thực hiện cascade thì các anh chị cập cái mặt này thôi nha. Anh chị chạy xong cái test run cái training nào thì các anh chị chụp nguyên cái màn hình đây nha, để cho tôi thấy được là cái kết quả các anh chị thực thi cái test case như thế nào, được chưa? Nó bao nhiêu thành công bài, rồi sau đó các anh chị trả lời là các anh chị chụp cái hình để mình trình bày cái kết quả thực thi nè, rồi sau đó mình trả lời phía dưới là số test case thành công bài là nhiêu. Thì cái mục đích của này để làm gì, để tôi biết được rồi để tôi kiểm tra là các anh chị có biết đọc cái kết quả hay không. Thế hồi nãy tôi hướng dẫn các anh chị đọc kết quả cái chỗ này nè, mình đọc kết quả như thế nào thì các anh chị trả lời phía dưới rồi sửa lại code để sửa các lỗi được phát hiện. Thì bây giờ các anh chị cái câu B nè là cái mình sửa lại cái code, thì các anh chị chụp lại cái code hoặc là các anh chị làm thế nào để tôi thấy cái code các anh chị đã sửa nha, đó là cái code này nè. Và cái kết quả mình chạy lại cái test ấy, để mình chụp lại cái kết quả cũng giống như phía trên nè, để cho tôi thấy là các anh chị đã sửa rồi, nó chạy tất cả các sai đều thành công hết, được chưa? Đó là cái câu 1 ha. Cái câu 2 cũng vậy thôi. Hàng đầu tiên là các anh chị tạo cái triangle, thì các anh chị phải chụp cái mã cái tham ma nguồn đó, hoặc là các anh chị chụp màn hình. Các anh chị đây nè, các anh chị chụp cái code, chỉ cần cái code đầu tiên, chụp cái code của cái class triangle thôi nha. Rồi sau đó tạo các test case, rồi kiểm tra phương thức y triangle, kiểm tra độ phủ á, thì đó thì các anh chị cũng tương tự chụp các cái test case là bên này nè, đúng không? Đấy, chụp các test case nha. Rồi sau đó là thực thi đó và chụp cái kết quả, chụp cái kết quả nha. Rồi sau đó mình kiểm tra test sau bên đi thì cũng chụp kết quả thôi nha. Rồi sau đó mình sửa lại mã nguồn, rồi mình chạy lại rồi chụp lại kết quả để có thấy là sau khi cắm sửa sửa mã nguồn đó, thì mình khắc phục được một số lỗi thôi mà. Nhưng đó chỉ cần sửa một hai lỗi được thôi, để kiểm tra là các anh chị có biết cái vi phạm trong cái style của mình hay không, hay là cái các anh chị có sửa được hay không, mà chỉ cần sửa một hai lỗi thôi ha, không cần sửa nó đâu. Rồi thì đó là cái yêu cầu của cái bài tập này, không biết các anh chị có cái thắc mắc gì không? Thì các anh chị chỉ cần làm cái phần cơ bản thôi ha, còn cái phần nâng cao hơn chẳng hạn là mình sử dụng các cái hàm khởi tạo, các cái hàm để nó dọn dẹp, thì cái đó các anh chị làm thêm. Nếu mà các anh chị cảm thấy thích thú thì các anh chị làm thêm. Rồi sao các anh chị có thắc mắc, có câu hỏi không các anh? Rồi nếu mà không có câu hỏi thì các anh chị làm ha, rồi cố gắng làm trong tuần mình nộp ha. Tôi làm tới thứ sáu ha, tôi sẽ tạo cái bài tập để con chị upload lên. Rồi các anh chị không có câu hỏi nào nữa không? Vậy các anh chị cứ làm đi ha. Rồi tôi sẽ tạo cái bài tập để các anh chị đó xem.